ได้ไงลุยได้ไงเอาละลุยได้ไงสื่อสูงไงชักทางเกย์คิวจีนยังชักเอาบุญยองทางเกย์hút khí chạy ngoài nó chạy ống mắt ở đâu rồi đây nó cứ bỏ mẹ rồi con kia nó cứ le me kia thì không chọn được mục tiêu trời ơi cứ chọn mục tiêu sang con kia rồi. Nó lại cho năm tiểu xương. Con kia nó cứ le ve ở kia chứ này. Xem thì xem livestream được rồi, nhưng nó lên đôi đài này, khi mà các bạn auto chọn mục tiêu ấy thì nó sẽ bị chọn sang con tiểu xương. Đấy đây à. À mày chơi à. Chơi đấy. Mày không rụp à? Chuyết mày. Bọn mày chơi thế. À nó chạy rồi, nó chạy ra rồi anh ạ. Trong VK thì các bạn nên kiểu là ví dụ như những cái thằng nào ấy mà muốn lên xem ấy thì tốt nhất là nếu mà Thiên Sơn ấy thì không nói, nhưng mà những cái phái khác ấy, thì tốt nhất ở ngoài, tại vì khi mà các bạn bất kỳ phái nào nhé thì các bạn chọn mục tiêu bằng cái ví dụ như các bạn dùng cái gan điều tạo hoặc là các bạn chọn mục tiêu bằng ép thì chắc chắn nó sẽ lòi sang cái thằng kia. Đấy là lý do vì sao mà những thằng mà lôi đài mà làm trận kèo hay là gì đó trận đấu thì bao giờ nó phải tàng hình. Đấy, cái lý do nó không phải là tự nhiên là thế các bạn. Khi đưa các bạn vào xem ấy, nhưng mà một là các bạn đứng khuất màn hình, hai là các bạn phải nên vào tốt nhất ở ngoài.